Em ơi, đây. Bây giờ mà không có xe mà không lắp cái màn hình này thì hơi đáng tiếc anh em ạ. Đấy, một cái màn hình Android đầy đủ tính năng với cái của nó là màn hình của ZTEC. Đây, mình thấy đây là cái màn hình của nó sẽ là màn hình 9 inch hoặc là 10 inch tùy theo cái dòng xe. Màn hình thì bây giờ đời mới giờ là màn hình full viền rồi anh em nhá. Khi mà anh em lắp cái màn hình thì sẽ tặng cam hành trình, ghi hình phía trước, cam lùi anh em quan sát phía sau. Cam hành trình sẽ ghi hình, đồng thời ghi hình mà có cảnh báo lệch làn cho anh em này. Đấy. Còn đây là cái màn hình nguyên bản của chiếc xe này. Đấy, đây màn hình nguyên bản chiếc xe này, thì nguyên bản chiếc xe này vẫn là màn hình CD thôi. Đây là chưa có cảnh báo gì, chưa có màn hình, không có cam lùi, không có cam hành trình để tích hợp vào. Và anh em muốn tích hợp cảm biến phanh lốp vào đây cũng không tích hợp được. Đấy. Sau khi lắp một cái màn hình Android kia thì anh em có đầy đủ những tính năng như là ghi hình này, cảnh báo giao thông này và giải trí, nghe nhạc trực tuyến trên YouTube, lắp sim 4G và anh em định vị được cả xe nữa. Còn lắp đặt thì như nào? Đây anh em có thể thấy đây là khi mà đã lắp đặt đây. Đấy, nguyên một cụm dây jack như này. Anh em chỉ cầm cắm mà thôi chứ đây, nó sẽ có jack nối như này. Anh em cắm mà thôi và không phải cắt vào cái hệ thống điện của trên xe này nha anh em nha. Tất cả đều có jack cắm hết, nối hết vào như này và cắm thẳng trực tiếp vào cái màn hình Android, thế là xong. Chứ không cần phải đấu nối gì trên xe này cả. Và mang lại rất là nhiều cái tính năng giải trí cho anh em. Anh em nào mà còn chưa lắp màn hình ấy, hoặc đang tham khảo mà muốn nhu cầu muốn lắp màn hình thì hãy đến ngay Agala Thái Nguyên anh em nhé.